Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về top 4 khẩu súng trong hòm tiếp tế. Đấy là còn gọi cho cách nhân nhượng ấy, chứ thực ra đó là hòm tiếp thốn ấy. Nó chứa đựng những khẩu súng rất là nham hiểm. Nó chỉ chờ đợi thời cơ chiến binh sơ sẩy thôi. Nó bóp cho một phát thì là chết luôn. Đầu tiên sẽ là khẩu JPK Camo. Đây là một khẩu súng còn một chút tình người. Khí độ đạn là 110 viên trên 110 viên. Bắn cũng khá là ok. Trước chơi zombie với bà nhận được khẩu này cứ gọi như là ưng lắm. Còn rồi biết ngay mà cái màu xanh thì nó quen thuộc lắm. Nó không phải là màu xanh hy vọng đâu. Nó dính nó đớp cho một phát. Vãi cả lều nhảy kìa. Anh dè đây em nói thật nhá. Bố mẹ anh sinh ra anh chân ngắn như thế mà anh nhảy quả hơi bị khủng khiếp đấy. Tí nữa là mày giết được bố mày rồi. Mình kích đạn đây thì cũng hơi bị ăn gian một tí. Có tầm gần 3.000 viên chứ mấy. Xả đạn thì cũng rất là ok. Đứng ở trên đây bây giờ thì bắc thang đi hỏi ông trời. Đưa tiền khẩu súng thì xong làm sao? Ôi thằng này vẫn chưa chết à? Nhìn chúng nó chém kìa, định mệnh chúng mày. Bạn tao đấy, hàng họ của tao đấy, thôi. Ôi giời ơi, gọi cả lò là chúng nó ra hiếp mỗi cái con chiến binh rồi. Không biết là lương tâm nó để đi đâu nữa. Mình cứ chim cút cho nó lành. Dính với cái thằng tơ này nhá. Ăn cám thay cơm, ăn mắm tôm thay một số thứ. Ê, lên đây rồi. Cũng nhấp nháy kìa, định mệnh. Những đứa nào có động phải mình, cái giá nó trả đắt lắm. Úi giời ơi, mày vào đây. Một thằng lại, ui. Ok. Những cái hành động nạ nùng vô cùng. Miếng ăn nó là miếng tồi tàn. Ăn làm ăn lốn vào rồi chết nhá. Tiền à, mình đây. How to nhận ra mình vậy? Úi giời ơi, đam nó giật lên kìa. Thối mòn luôn. What the fuck F12, đi siêu cho mày. Đang giải đua bát hương vàng mà. Làm gì mà căng thế? Đi chạy kìa. Eo ơi anh Tư hàng phênh. Cầm đầu các bạn zoom non. Bây giờ chạy. Thế thì tương lai bọn zoom này nó đi đâu và về đâu? Ngọn lến lung linh à? Cứ lên hết đây mình giã tất. Ý ơi, không nên được. Cay nắm đây. Đầu năm mà đã ăn thì cay cấp độ 12 rồi. Chơi cái gì? Chơi cái phòng nghi lon. Zombie đã chết. Và là tiếp theo lại phải một lần nữa gọi tên em ấy, Gatling Gun. Các bạn cứ tưởng tượng đi, đang cầm TNT đi săn zoom ấy, trước mặt là 4-5 con. Tự nhiên một cảm giác chẳng lành xảy ra, đôi chân lặng như đeo chì, một khẩu súng đen xì hiện ra. Anh quay em đi, anh quay em đi, anh quay em nữa đi. Thế là chết luôn, không kịp ngáp. Vâng, tôi xin phép được nói khẩu súng bóp giá chi binh nhất đây. Nó bắn thì rất ok thôi, tâm thì như không giật. Nhưng mà mất 3 giây để quay, một khi đã quay là mất chạy. Zoom lên chỉ có đứng im hưởng thụ thôi. Mày bố láo ấy kìa. Nó định lên trả thù đấy. Ra vào cõi âm dương 2 lần vẫn chưa tử. Cái sự nhài. Toàn thủ ở trên thùng hàng với cả bàn thờ thôi. Hiếm ai có người cầm 6 lòng đen đứng đây thủ như mình. Nó phải đi đầu trào lưu và kéo theo xu thế thôi. Ôi dồi ôi, tôi chết rồi rồi anh Diệt ơi. Định mệnh anh họ hàng hang hốc gì với con zoom non đấy. Anh cứ ra chỗ em làm cái gì khổ lắm cơ. Làm gì mà căng, cho người ta la liếm tí thôi xem nào. Ui, vãi cả lều, tôi chết rồi. Người ta bảo rồi, làm giàu không khó, chăm chỉ sờ mó sẽ thành công. Thế đấy là mình toàn bị cho nó giết nhỉ. Sống đần đần mà trả các phần cái gì. Úi ôi, mày quá vẫn sống được. Anh em hãy yểm trợ hộ giá nào, tí nữa ta ban thưởng cho. Mày chết này, không giết được tôi rồi. Định mệnh chúng mày cho tao lên đây tao bắn cầu 6 lòng cái xem nào. Đây nâu phải cờ nít. Bắn cúp 357 nhá. Đây là quay 6 lòng. Ok. Are you ok? Con nó nhảy lại kìa. Ôi con này biết chơi rồi. Định mệnh em sẽ đi đâu và về đâu đây. Ôi giời ơi vẫn lên đây được. Nó tinh tế lắm cơ. Chảy cối mới thành được huyền thoại. Ừ mình chìm to. Bố mày lại sợ mày lắm luôn nhá. Quánh bỏ mẹ ngay. Ý giời ơi anh tôi vào đây. Nó vừa nhớ là mình phải giết luôn. Mất giáp rồi. Còn có mấy giây nữa thôi. Cố gắng kiếm ít kill xem nào. Thử một lần chơi lớn xem anh em có trầm trồ. Úi giời lên làm sao được. Vẫn không chết. Nhìn bạn zoom lo mà nước mắt mình nó lại lưng trọng rồi. M60. Một khẩu súng đi vào tiềm thức của bao nhiêu anh em game thủ. Ngày xưa đủ 51.000 GP là làm cái lễ lòng trọng lắm. Để rước em nó về dinh. Thế mà trong hòm tiếp tế lại có phiên bản Vcoin, phiên bản ADV. Nhiều bạn nhẹ dạ cả tin, sẽ nghĩ là tiền ít mà vẫn hít hàng thơm à.
Nhưng mà không nhá, khẩu súng này sở hữu cách đi đạn theo hình zig zag, bắn khó trúng vô cùng. Đậu phộng sấy cái thằng hủy diệt cứ kiểu như tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ấy, đạn nó cứ đi đâu ấy. Ô cái thằng Sinbad nó chạy nhanh thế nhỉ. Ôi vãi cả lèo, anh ấy một phát đã leo lên nóc nhà và lại nhảy xuống rồi ạ. Mày tham gia chương trình đánh lô mua ô tô à? Bắn sida lắm, gần nhau mới chào được yêu thương cơ. Nhưng mà khẩu này vào gần nhá, đạn nó lạc cho một phát thôi là oẳng rồi. À đủ, thằng nào vừa quăng bom vào tao đây, mày roi bước ra đây cho bố mày xem mặt, nhớ mặt tao đấy. Xeo cái IQ vô cực của mình, thằng đáp là ngồi ở trên bàn thờ. Mình sẽ trả thù, mình còn choáng cơ mà. Bạn hộ mình cái, nhiều khi đam nó cũng được lắm. Ôi tao bảo sạch kìa, có thể không cho người ta cơ hội à? Đậu phộng bây giờ cả đàn cái đống cho nó ra giết mình kìa. Thích thì chiều luôn, đang nhiều đạn có 3.000 viên chứ mấy. Úi giời ơi, combo của tôi, cầm khẩu này ăn combo nó đẹp dai lắm. Mày chơi tao này còn USB chứ, đây đúng là một set súng huyền thoại. Bây giờ đã được sửa sang hàng họ rồi, tân trang lại nhan sắc, nói chung là cũng được đấy. Đẹp quá cơ. Nhưng cái đứa zoom lon tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi, ăn mình ấy, đây là việc của thằng Tơ. Các bạn này tùy theo sức của mình chứ ăn làm sao được. Cứ tặng người ta combo 6 kill rồi kia kìa. Nhiều bạn xem có tính sân si lại bảo mình bot kill, ngại lắm. Cầm con này đi săn với hổ báo này, cố chém đi. Úi giời ơi, nó vẫn lấy được của mình cái giáp. Quân khốn lạ thằng bất nhân, mày chết này. Sorry bạn nhá, cái thằng kia nó ép mình biến Hezo. Đầu năm cứ phải sát sinh cơ. Tơ đuổi thì mình chạy làm gì được nhau. Tôi xin long trọng tuyên bố giải đua bát hương vàng lại bắt đầu rồi. Tuy là còn 7.000 máu nhưng mà mình vẫn chạy, bởi vì mình có tình người, mình có cái lòng nhân hậu. Soi đơ chay win, thích thế. Cuối cùng là khẩu M451 Silenke, sánh đôi cùng QBZ là hai mặt hàng phổ biến nhất của cái hòm tiếp tế. Thôi muốn đi đọa trái tim thôi. Cái quả bom khắm đấy thì mình không cầm đi anh em ạ. Chào gửi yêu thương nhiều lắm rồi, mấy năm nay rồi, nên là các bạn mạn phép cho mình hôm nay là không liếm nó nữa. Còn mấy khẩu MG kia ấy, không phải cứ muốn là nhặt được đâu, nó tùy thuộc định mệnh tơ vãi cả lều kìa. Ôi giời ơi anh tôi, anh chém này chết mẹ em rồi anh ơi, nó có tên là Trinh chứ. Thế là thôi xong, hy vọng bạn ấy không có khả năng đặc biệt. Mình thấy là cả mã súng nó tương vào mồm nó mà, nó chả có dấu hiệu gì lùi lại, cứ thế chạy lên thôi. Cái định mệnh cầm cái khẩu súng Secret Hand này thì solo làm sao lại được. Ôi chim cút tôi, nhìn anh Tơ ở đâu là như nhìn thấy hoàng thượng. Em chạy ngay trước khi quá muộn, có những cái điều không hay nó xảy ra. Sao óc chó kích top F12 là thế nào nhỉ? Sao đây có những cái dấu hiệu kích top ở đây nhỉ? Nó quýt luôn kìa. Ô vãi cả lều, mày chạy đi đâu? Bây giờ là trong lúc thằng Tơ nó không để ý, chúng ta là cứ sơ muối thôi. Đứa đứa nào là mình mút ngay đứa đấy, nó còn chẳng mông chẳng tĩ ở mặt mình chứ. Thóa mạ chiến binh à. Và đấy, anh em mình làm tí không? Đúng rồi, vả nó oánh bỏ mẹ luôn. Ok kìa, bạn ấy vẫn không có dấu hiệu gì là tiến lên. Định mệnh cuộc đời của thằng này là chỉ có đi lùi thôi. Bây giờ chắc chạy đi hồi máu đấy. Ôi chết rồi, Tơ ra rồi. Úi dồi ôi, còn lâu nha. Một khi duyên số đã định chúng ta thuộc về nhau rồi ấy, thì không có bất kỳ một cái thế lực nào có thể ngăn cản được đâu. À đồ, đứng chặn đường chứ. Bố mày lại sợ mày lắm luôn, chơi không? Mày chơi không? Mày chạy thì bố mày cũng đi luôn. 1v11. Anh Tơ ơi, anh có thể cho em tầm 3 giây cho anh ơi. Càng nhiều càng ít, để cho em ăn thêm tí kill. Tơ đứng im rồi kìa. Này thì cận với trả chiến. Nó chửi mình à? Có chút gì đấy nó hơi nhột nhột nhè. Thôi chạy thôi, mình có giáp cơ mà. Thằng Tơ đến gần thì mình biến Hezo. Thế cho nó nhanh. Nghĩ vẫn chạy được. Cho mày có bom này. Quả choáng hơi bóc dái. Ado. Ôi rồi anh ấy nhảy kìa. Bốn mắt nhìn nhau kiểu như nó muốn hiếp mình ấy. Vẫn chạy được. Ôi trời ơi. Hên quá hên quá. Thời gian đang lẽ trôi. Ôi soi đôi chạy win. Nó hiện ra cái chữ này mình mới thở phào nhẹ nhõm được. Hết hồn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vậy là sau bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu trải nghiệm súng mới, cuối cùng chúng ta cũng trở lại với series top 4 khẩu súng. Lần này mình làm về 4 khẩu súng trong hòm tiếp tế. Thực sự nó gắn liền quá nhiều với các bạn chiến binh rồi. Như mình ấy, săn zoom bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm trải nghiệm cái cảm giác hồi hộp và đầy bối rối khi nhặt cái hòm. Có lẽ là mới tết lên ấy, mình cảm giác nó chưa vào form hay sao ấy. Đợt này làm clip bình luận nó cứ bị chán chán.
Dạo gần đây mình đang cố lấy lại cảm xúc. Anh em video cố đợi nhá. Có lẽ là mình đang hơi ít clip một chút, nhưng mà anh em cũng đừng vì vậy mà dislike. Hãy để cho mình những cái like động lực, những lời comment đầy xúc động đi. Thôi có lẽ clip mình dừng đây thôi. Bye bye.